Xin chào tất cả các anh em nha. Video trước mình có hướng dẫn cho tất cả anh em là tham gia đào của đồng coi One Network này, thì một cái chức năng này nó đã cập nhật cho tất cả các bạn đào. Các bạn bạn nào đã có làm dự án mình thì lưu trữ phần link mô tả của mình cập nhật lại các bạn, thì các bạn hoặc là đăng nhập vào cái tài khoản của tất cả các bạn nha các bạn, thì các bạn bấm vào mục đào để khai thác này các bạn. Ok, rồi các bạn bấm ok nha các bạn. Nó tốc độ quay đào này các bạn. Hiện tại thì đang đào đó các bạn, nó quay ra đang đào đó các bạn. Vào các bạn, tốc độ đào thấy ghê luôn các bạn. Ủa, hồi nãy mình đào thấy ghê luôn các bạn. Rồi sau 23 giờ đồng hồ, chừng nào cái quả banh này nó hết thời gian này thì các bạn vào nhấp vào các bạn đào tiếp nha tất cả các bạn. Còn bạn nào chưa đăng ký thì click link mô tả mình đăng ký một cái tài khoản các bạn. Mình có đem cái video là một cái link vào một cái video hướng dẫn các bạn đăng ký đó các bạn. Thì video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, vào có thông tin này cập nhật thêm cho tất cả các bạn gì. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình và mình chào tạm biệt tất cả các bạn.